Xin chào cả nhà. Sáng nay hai mẹ con đi dạo ở trên con đường này, có một hàng cây có những nụ hoa xinh xinh nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Mà những cái cây hoa này nó chưa có nở nhiều, mới có những cái nụ nhỏ thôi. Con chào ông bà cô chú hay là Chào ông bà, con chào cô chú. Hôm nay con sẽ đi bộ vòng vòng. À, đi dạo phải không? Đi dạo bộ hả con? À, đây là những cái cây hoa nè cả nhà. Dọc ở trên cái lối đi bộ này thì có những cái cây hoa màu trắng. Hiện tại thì hoa bây giờ là những cái nụ nhỏ thôi, chuẩn bị nở ra. Thì những cái hoa này khi mà cái nụ nó còn nhỏ cả nhà, những cái nụ này nhỏ xíu nè. Lúc trước á mình thấy nó giống như là những cái đèn trang trí vậy đó, cái cây giống như trang trí đèn vậy đó. Những cái nụ nhỏ nhỏ giống như là cái đèn mà mình gọi là đèn trái ớt á, cái nụ nó nhỏ xíu mà nó nhọn nhọn á, nhìn dễ thương lắm. Mà hôm bữa mình quên quay, lúc này nó hoa nó sắp nở rồi. Thì mỗi một cái hoa nhỏ nhỏ này nó có nhiều, mỗi một nụ hoa thì nó có nhiều cái hoa nhỏ bên trong nữa. Khi nó nở ra là hoa sẽ là màu trắng. Đây, hoa màu trắng. Bữa nay gió quá chừng luôn. Hoa này gọi là hoa gì? Hoa này mẹ cũng không biết hoa gì nữa, để mẹ về mẹ tìm hiểu coi hoa này hoa gì ha. Hoa màu trắng nhỏ. Rồi cái này nở nè. Đâu con? Ở đó mới nở được mấy cái hoa nhỏ nhỏ thôi. Thì bây giờ là giữa tháng 8, gần cuối mùa đông rồi cả nhà. Hết tháng 8 là hết mùa đông. Thì đầu tháng 9 là mùa xuân, bắt đầu sang mùa xuân. Thì những cây hoa này nó sẽ nở trắng cây luôn. Sáng nay thì trời nắng đẹp mà gió quá chừng. Rồi Kala đi đi con. Buổi sáng rất là yên bình, vắng vẻ, không có thấy ai hết trơn. Đó, những cái hàng cây này, cái dọc cái lối đi này là hàng cây nó trải dài, rất là dài luôn á cả nhà. Vài bữa nữa khi mùa xuân đến thì những cái hoa này nó nở trắng ra, những cái bông hoa trắng, thì mình sẽ quay tiếp những cái bông hoa này khi nó nở như thế nào nha cả nhà. Hiện tại thì hoa chưa có nở hết, chỉ là những cái nụ thôi. Rồi Kala đi đi con. Sáng nay Kala thức dậy ăn sáng xong rồi đòi đi dạo, sẵn quay cái video cho cả nhà cùng xem luôn. Con nóng hả? Để con cởi bớt áo khoác ra không? Con biết cởi không? Không, để mẹ cởi cho con nha. Kayla than nóng, cởi áo khoác ra rồi ông bà cô chú ơi. Cười gì vậy con, rồi đi tiếp nè. Kayla thấy cái hàng cây có hoa màu trắng chưa? Đi chào mẹ với, đừng đi xa quá con. Hả? Con biết đường về hả? Ok. Biết đường về. Con muốn chụp hình cho cái cây này không vậy? Không hả? Vậy thôi đi tiếp nha. Rồi đi. Những cái nụ hoa mới có nở, chớm nở thôi cả nhà ơi.
Rồi đi con. Sáng nay con uống sinh sinh tố dâu con thấy khỏe rồi. Sáng nay con uống sinh tố dâu con thấy khỏe. Hôm qua cô chú nghe Kayla nói là sáng nay Kayla uống sinh tố dâu, Kayla thấy khỏe quá. Sáng nay ăn sáng xong rồi uống sinh tố dâu. Uống ly sinh tố dâu xong rồi đi dạo, Kayla nói khỏe quá ông bà cô chú ơi. Con khỏe quá nên con đi con không biết mệt hả? Con định gắn cái mắt kính vô áo hả? Hay con đeo vô mắt đi? Để lên trán hả? Để cao lên chút nữa con. Cao lên nữa, cao cao tuốt trên đúng rồi, vì nó mới không rớt được. Rồi đi tiếp đi. Thì cái con đường này rất là gần nhà mình luôn á cả nhà. Sáng chiều vậy Kayla cũng thích đi ra cái con đường này, đi xe đạp hoặc là đi scooter. Cái lối này đi, cái lối đi bộ này cũng rộng. Hôm nay là chủ nhật nên đường rất là vắng vẻ. Với lại đang trong thời kỳ dịch bệnh COVID đang phong tỏa nữa đó cả nhà, nên đường rất là vắng. Con thấy nắng nữa, nóng nữa hả? Chút về nhà mới thay áo được chứ con. Đi, tiếp đi, đi tiếp đi con. Cây này hoa nở nhiều hơn những cây kia nè cả nhà. Những bông hoa trắng li ti. Con thấy dưới cái chỗ con đứng đó có cái bóng gì đen đen đó, Kayla thấy không? Bóng cây nó đổ xuống con thấy không? Con thấy cái bóng của con ở trong đó không? Rồi đi nha. Rồi tiếp đi con, đi tiếp đi. Rồi, rớt rồi. Lụm lên đi con. Đây đây mẹ cầm cho nha. Những cái cây này khi mùa thu á cả nhà, nó rụng lá. Rồi mùa đông nó ra những cái nụ hoa nhỏ. Rồi bây giờ sắp sang mùa xuân thì hoa nở. Thường ở đây hai bên đường á, người ta thường trồng những cái cây hoa màu trắng hoặc là những cái cây mà có lá đỏ rồi đó cả nhà.
Đẹp lắm luôn. Con bắt đầu mệt rồi. Con bắt đầu mệt hả? Sắp về tới nhà rồi con. Dài quá. Ông đi bộ nổi, con có chiếc scooter, chiếc xe đó mà. Có cái bánh xe đó kìa, đi bộ. Với lại con biết đường về. Con biết đường về thì cần đi trước đi. Cũng có vài người đi bộ rồi cả nhà. Hello, đi từ từ thôi con. Nay bầu trời rất là xanh luôn. Con mệt rồi hả? Rồi về sắp tới nhà rồi. Không có sao đâu nè. Hơi mỏi chân chút hả con? Con có mỏi chân không? Con có mỏi chân không? Có hả? Đi chút nó tới rồi con. Hay giờ con quay lại tạm biệt ông bà cô chú đi, rồi về cho nó nhanh nha. Mình xin tạm dừng video tại đây ngay cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào video tiếp theo. Con tạm biệt ông bà cô chú đi Thala. Con hẹn gặp ông bà cô chú vào dịp nào nè. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ kênh cho mình. Cả nhà nhớ nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi video tiếp theo nghe cả nhà.